Dạ vâng, các bác ơi, quá đã khi mà VinFast đang đưa ra chương trình ưu đãi tháng 9 năm 2024 này với chính sách ưu đãi cực kỳ sốc cho các bác nào đang có nhu cầu quan tâm đến tất cả các dòng xe ô tô điện của VinFast. Và ngay bây giờ sẽ không để các bác chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi vào chính sách bảng giá lăn bánh tất cả các dòng xe ô tô điện của VinFast từ VF3 cho đến VF9 các bác nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi từ dòng xe nhỏ nhất. Đầu tiên có thể kể đến là chính sách giá bán lăn bánh cho chiếc VinFast VF3. VF3 thì có mức giá thuê pin là 240 triệu. Các gói thuê pin sẽ là 900.000 nhỏ hơn 1.500 km, 1.200.000 đồng nhỏ hơn 2.500 km và 2.500.000 đồng lớn hơn 2.500 km. Số tiền cọc pin sẽ là 7 triệu, lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì thêm 6 triệu nữa. Sẽ là 246 triệu cho chi phí lăn bánh xuống đường biển tỉnh đối với VF3 thuê pin. VF3 mua pin sẽ là 322 triệu, lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ rơi vào là 328 triệu đồng cho chi phí lăn bánh xuống đường đối với lại chiếc VinFast VF3. Đây là bảng giá lăn bánh xuống đường cho dòng xe thuộc phân khúc mini SUV đường phố và vẫn được hỗ trợ sạc pin miễn phí dành cho tất cả những chiếc VF3 lăn bánh xuống đường tại thời điểm hiện tại cho đến tháng mùng 1 tháng 7 2025. Tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ sang cái dòng xe VinFast VF5. VF5 thì hiện tại có hai phiên bản, đó là phiên bản S và phiên bản Plus. Phiên bản S sẽ có hai hình thức, đó là S thuê pin và S mua pin. Phiên bản VF5S thuê pin sẽ là 460 triệu cho hình thức thuê pin. Chúng ta sẽ được giảm trừ 10 triệu vào ví VinClub và hỗ trợ tiền sạc pin miễn phí. Nhưng mà chúng ta sẽ được quy đổi ra tiền mặt và giảm trừ thắng vào giá xe. Sau khi giảm trừ đi thì giá xe sẽ còn là 442 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì thêm 6 triệu là 448 triệu các bác nhá. Lăn bánh thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì cứ auto cộng thêm 20 triệu biển số nữa. Các gói thuê pin sẽ là 1 triệu 200.000 đồng nhỏ hơn 1.500 km, 1 triệu 600.000 đồng nhỏ hơn 3.000 km và 2,7 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Số tiền cọc pin sẽ là 15 triệu đồng. Và nếu như chúng ta đặt những cái màu nâng cao thì sẽ mất thêm 10 triệu đồng đối với lại chiếc VF5S bản thuê pin. VF5S mua pin sẽ là 540 triệu cả pin và trừ đi 10 triệu cộng với lại tiền sạc pin miễn phí thì giá xe sẽ còn là 522 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 528 triệu đồng cho chiếc VF5S bản mua pin. Đấy là với một cái chi phí quá là hợp lý cho chiếc VF5S bản mua pin rồi, đúng không ạ? 528 triệu lăn bánh tại khu vực biển tỉnh, một con số rất là hấp dẫn. VF5 bản Plus thuê pin sẽ là 468 triệu giảm trừ thẳng đi tất cả các khuyến mãi trừ thẳng vào giá xe thì chúng ta sẽ chỉ còn là 450 triệu đồng cho chiếc VF5 bản Plus thuê pin. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 456 triệu đồng cho chiếc VF5 bản Plus thuê pin. Các gói thuê pin vẫn tương tự như bản 5S thuê pin. Đó là 1 triệu 200.000 đồng nhỏ hơn 1.500 km, 1 triệu 600.000 đồng nhỏ hơn 3.000 km và 2,7 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Số tiền cọc pin sẽ là 15 triệu đồng đối với lại VF5 Plus thuê pin. VF5 Plus mua pin thì sao ạ? Giá xe sẽ thì từ 548 triệu trừ đi hết tất cả các khuyến mãi bao gồm 10 triệu ở ví VinClub và tiền sạc pin miễn phí 1 năm trừ thẳng vào giá xe sẽ là còn 530 triệu đồng cho chiếc VF5 bản Plus mua pin. Mua pin thì lăn bánh xuống đường sẽ thêm 6 triệu là 536 triệu lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh. Và đâu đó nếu như chúng ta lăn bánh Hà Nội thì sẽ cộng thêm 20 triệu biển số nữa các bác nhé. Đấy là đối với lại dòng xe VF5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang dòng xe VF6. VF6 thì ở chương trình chính sách tháng 9 năm 2024 này chúng ta sẽ được hỗ trợ những chính sách như sau. Đó là giảm trừ 6% vào giá xe, tặng 10 triệu vào ví VinClub, sạc miễn phí tại trụ đến hết ngày 1 tháng 7 2025, gửi xe miễn phí tại tất cả những cái địa điểm của VinGroup. Tuy nhiên thì bây giờ VinFast đã trừ thẳng vào giá xe cho các bác tất cả những cái ưu đãi này. Thế thì
Sau khi trừ đi những ưu đãi này thì VF6 ở chương trình tháng 9 2024 sẽ còn con số là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể đối với lại bản Eco hay còn gọi VF6S và bản VF6 Plus nhá. VF6S thuê pin giá sẽ là 675 triệu đồng. Sau khi giảm trừ đi các khuyến mãi thì chúng ta sẽ còn 579 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 585 triệu cho chiếc VF6S bản thuê pin. Các gói thuê sẽ là 1 triệu 400 nghìn đồng nhỏ hơn 1.500 km và 1 triệu 800 nghìn đồng nhỏ hơn 3.000 km, 3 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Số tiền cọc pin sẽ là 25 triệu cho viết chiếc VF6 bản S thuê pin. VF6 bản S mua pin sẽ là 765 triệu đồng. Giảm chi đi, đi tất cả các khuyến mãi thì nó sẽ còn 664 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 670 triệu đồng đối với chiếc VF6S bản mua pin. VF6 bản Plus thuê pin thì sao ạ? Bản Plus thuê pin sẽ là 765 triệu đồng. Giảm trừ đi số tiền khuyến mãi, trừ thẳng vào giá xe thì sẽ còn 662 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 668 triệu đồng. Các gói thuê pin vẫn như bản S, đó là 1 triệu 400 nghìn đồng nhỏ hơn 1.500 km, 1 triệu 800 nghìn đồng nhỏ hơn 3.000 km và 3 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Cọc pin sẽ là 25 triệu. Đấy là đối với lại hình thức thuê pin. VF6 bản Plus mua pin thì sao ạ? Với con số này thì có lẽ đây là cái chính sách giá cực kỳ tốt cho chiếc VF6 bản Plus các bác nhá. VF6 bản Plus mua pin, con số rẻ chưa từng có, 855 triệu đối với hình thức mua pin. Giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi thì chúng ta còn con số là 746 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 752 triệu đồng cho chiếc VF6 bản Plus mua pin ở chính sách tháng 9 năm 2024 này. Một con số có lẽ là chúng ta sẽ không thể nghĩ tới, bởi vì là VinFast đưa ra con số quá là hấp dẫn. Các bác nhanh tay nhanh chân, bởi vì số lượng xe trên nhà máy bây giờ không phải là sẵn nhiều đâu ạ. Số hotline của em Thành Ô Tô sẽ là 0961 395 131, và số Zalo của em Thành Ô Tô sẽ là 0979 188 958 để được hỗ trợ tư vấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang tiếp cái dòng xe, đó là VF7. VF7 có lẽ cũng sẽ mang lại cho các bác những cái con số vô cùng là ngất ngây, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải xuống tiền ngay ở thời điểm tháng 9 năm 2024 này, bởi vì giá sẽ rẻ chưa từng có các bác nhá. Với chương trình ưu đãi tháng 9 năm 2024, chúng ta sẽ được giảm trừ 6% vào giá xe, tặng 10 triệu vào ví VinClub, hỗ trợ sạc miễn phí và gửi xe miễn phí. Tất cả những cái điều này chúng ta sẽ được quy đổi ra tiền mặt và trừ thẳng vào giá xe các bác nhá. VF7 cũng sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản S thuê pin, phiên bản S và phiên bản Plus. Đối với VF7S thuê pin thì sao ạ? Giá từ 850 triệu, chúng ta giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi sẽ còn 733 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 739 triệu đồng cho con số lăn bánh xuống đường của khu vực biển tỉnh. Các gói thuê pin sẽ là 1 triệu 700 nghìn đồng nhỏ hơn 1.500 km, 2 triệu 900 nghìn đồng nhỏ hơn 3.000 km và 4,8 triệu lớn hơn 3.000 km. Số tiền cọc pin sẽ là 41 triệu đồng đối với hình thức thuê pin. VF7S mua pin sẽ là 999 triệu đồng, sau khi giảm trừ đi các khuyến mãi sẽ còn 873 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ chỉ còn 879 triệu đồng cho chiếc VF7S mua pin. Một con số quá là kinh khủng đúng không ạ? Chỉ bằng một chiếc VF6 Plus mua pin trước đây. VF7 bản Plus thuê pin sẽ là 999 triệu đồng. Giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi thì chúng ta còn con số là 868 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 874 triệu đồng cho hình thức thuê pin bản Plus. Gói thuê pin sẽ vẫn tương tự như bản S, là 1 triệu 700 nghìn đồng nhỏ hơn 1.500 km và 2 triệu 900 nghìn đồng nhỏ hơn 3.000 km, 4,8 triệu đồng cho phiên bản thuê pin không giới hạn lớn hơn 3.000 km. Cọc pin sẽ là 41 triệu đồng các bác nhá. Đối với hình thức mua pin, VF7 bản Plus sẽ có giá như sau: 1 tỷ 199 triệu đồng. Giảm trừ đi các cái khuyến mãi, trừ thẳng vào giá xe thì giá xe sẽ chỉ còn là 1 tỷ 056 triệu đồng.
cho hình thức mua pin bản Plus. Một con số quá là kinh khủng, lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 1.062.000.000 các bác nhá. 1.056 là giá xe này, mua pin này, và lăn bánh sẽ là 1.062.000.000 cho chiếc VF7 bản Plus mua pin. Một con số không tưởng rồi đúng không ạ? Với chính sách như thế này, có lẽ là chúng ta không còn cái lý do gì mà chúng ta ngần ngại để chúng ta xuống tiền mua chiếc VF7 ở thời điểm chính sách bán hàng tháng 9 năm 2024 này các bác nhá. Vâng, với cái mức giá như trên thì có lẽ là không còn xe trên kho đâu ạ. Và con số sẽ là số hotline sẽ là dành cho các bác là 0961 395 131, và số Zalo sẽ là 0979 188 958 dành cho các bác nào có nhu cầu quan tâm đến tất cả dòng xe ô tô điện của VinFast. Em Thành Auto vẫn luôn cái khẩu hiệu là hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu thì Em Thành Auto cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Còn đối với lại riêng bản Plus nhé, nếu như chúng ta tùy chọn trần kính thì chúng ta sẽ thêm cho Em Thành Auto là 25 triệu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phiên bản VF8 ở chính sách bán hàng tháng 9 năm 2024 này. Các bác sẽ được giảm trừ 6% vào giá xe, gói khám sức khỏe 50 triệu đồng, tặng thảm sàn, sạc xe miễn phí, gửi xe miễn phí. Chúng ta đều được quy đổi sang tiền mặt và trừ thẳng vào giá xe cho các bác nào có nhu cầu quan tâm. Bây giờ không đợi để cho các bác chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vào con số cụ thể sau khi trừ đi như sau. VF8 thì sẽ có 3 phiên bản, đó là bản S, bản Lux và Lux Plus các bác nhá. Bản S thuê pin, giá niêm yết là 1.079.000.000, giảm trừ đi các khuyến mãi thì chúng ta sẽ còn con số là 891 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 897 triệu cho hình thức thuê pin. Các gói thuê sẽ là 1,9 triệu đồng nhỏ hơn 1.500 km, 2,9 triệu đồng nhỏ hơn 3.000 km, 4,8 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Số tiền cọc pin sẽ là 41 triệu các bác nhá. Bản S mua pin sẽ là 1.289.000.000, giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi thì chúng ta sẽ còn 1.088.000.000 cho hình thức mua pin. Lăn bánh xuống đường khu vực biển tỉnh thì sẽ là 1.094.000.000 cho chiếc VF8S mua pin. Chúng ta sẽ sang con số lăn bánh xuống đường bản Lux. VF8 Lux thuê pin, giá niêm yết 1.170.000.000, giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi thì chúng ta sẽ ra con số là 976 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 982 triệu đồng cho hình thức thuê pin bản Lux. Gói thuê pin sẽ là 1.900.000 nhỏ hơn 1.500 km, 2,9 triệu đồng nhỏ hơn 3.000 km, 4,8 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Cọc pin vẫn là 41 triệu đồng đối với lại bản Lux thuê pin. VF8 Lux mua pin sẽ là 1.380.000.000 sau khi giảm trừ đi các khuyến mãi thì chúng ta sẽ còn con số là 1.174.000.000. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 1.180.000.000 cho bản Lux mua pin các bác nhá. Con số này tiệm cận đối với lại giá tiên phong rồi, không còn gì để mà nói nữa đúng không ạ? VF8 Lux Plus thuê pin sẽ là 1.359.000.000. Sau khi giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi, chúng ta sẽ ra con số là 1.154.000.000. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 1.160.000.000 đối với bản Lux Plus thuê pin. Gói thuê pin sẽ là 1,9 triệu nhỏ hơn 3.000 nhỏ hơn 1.500 km, 2,9 triệu nhỏ hơn 3.000 km, 4,8 triệu đồng lớn hơn 3.000 km. Cọc pin sẽ là 41 triệu các bác nhá. VF8 Lux Plus mua pin sẽ là 1.569.000.000, giảm trừ đi các khuyến mãi chúng ta sẽ đẻ ra con số là 1.351.000.000. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 1.357.000.000 cho hình thức mua pin VF8 Lux Plus các bác nhá. Con số quá là hấp dẫn. Đấy, 1.351.000.000 lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh là 1.357.000.000 các bác nhá. Đấy là với cái mức giá lăn bánh của VinFast VF8 biển Hà Nội thì chúng ta cứ auto cộng thêm cho Em Thành Auto là 20 triệu biển số nữa nhá. Còn bây giờ không để các bác chờ lâu, chúng ta sẽ đi đến con số lăn bánh xuống đường của chùm cuối nhá, VinFast VF9. Một con số có lẽ là không thể tưởng tượng được đối với lại VF9 bản
các phiên bản. Chính sách bán hàng tháng 9 năm 2024, chúng ta sẽ được hỗ trợ giảm trừ 6% vào giá, tặng voucher đánh góp 350 triệu, sạc miễn phí, gửi xe miễn phí. Và tất cả những cái chương trình ưu đãi này chúng ta đều được quy ra tiền mặt trừ thẳng vào giá xe. Tuy nhiên số lượng giới hạn đối với VF9 là 100 xe. Ký ngay lập tức các bác nhé. VF9 bản Eco thuê pin sẽ là 1 tỷ 589 triệu đồng. Sau khi giảm trừ đi những cái con số khuyến mãi trên thì chúng ta sẽ chỉ còn là 1 tỷ 053 triệu đồng đối với hình thức thuê pin. Lăn bánh xuống đường thì sẽ là 1 tỷ 059 triệu đồng. Các gói thuê pin sẽ là 2,7 triệu nhỏ hơn 1.500 km, 4,5 triệu nhỏ hơn 3.000 km và 6 triệu 9 nhỏ lớn hơn 3.000 km. Cọc pin sẽ là 60 triệu đồng đối với lại hình thức thuê pin. VF9 bản Eco mua pin sẽ là 2 tỷ 114 triệu đồng. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sau khi giảm trừ đi các khuyến mãi nhá, sẽ còn là 1 tỷ 546 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh sẽ là 1 tỷ 550 triệu đồng đối với lại VF9 bản Eco mua pin. VF9 bản Plus thuê pin thì sao? 1 tỷ 786 triệu đồng là giá niêm yết. Giảm trừ đi các khuyến mãi thì chúng ta đẻ ra con số là 1 tỷ 236 triệu đồng đối với hình thức thuê pin. Lăn bánh xuống đường thì sẽ là 1 tỷ 242 triệu đồng đối với hình thức lăn bánh đối với hình thức thuê pin. Các gói thuê thì sẽ là 2,7 triệu nhỏ hơn 1.500 km, 4,5 triệu nhỏ hơn 3.000 km và 6,9 triệu lớn hơn 3.000 km. Cọc pin sẽ là 60 triệu đồng các bác nhá. VF9 bản Plus mua pin thì sẽ là 2 tỷ 314 triệu đồng. Giảm trừ đi tất cả các khuyến mãi thì chúng ta sẽ đẻ ra con số là 1 tỷ 732 triệu. Lăn bánh xuống đường tại khu vực biển tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 738 triệu đồng cho chiếc VF9 bản Plus mua pin các bác nhá. Một con số quá là hợp lý dành cho các bác nào quan tâm đến chùm cuối VinFast VF9. Và trên đây là tất cả những gì khuyến mãi của VinFast trong chương trình tháng 9 năm 2024 này. Các bác nào có nhu cầu quan tâm đến tất cả các dòng xe ô tô điện của VinFast thì đừng quên liên hệ ngay với em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131, 0979 188 958 là số Zalo của em Thành Ô Tô. Với cái chương trình ưu đãi này thì chúng ta sẽ nhanh tay nhanh chóng đặt cọc ngay cho em Thành Ô Tô, liên hệ ngay với em Thành Ô Tô để đặt cọc nhá. Bởi vì số lượng xe thì chắc chắn là sẽ không có sẵn để cho các bác xuống tiền ngay đâu ạ. Đấy, chỉ có bên em Thành Ô Tô thì mới hỗ trợ được cho các bác là lấy xe nhanh và có kịp xe để cho các bác, phục vụ cho các bác trong cái thời gian này nhá. Nhanh tay nhanh chân bởi vì số lượng quá hạn. Và em Thành Ô Tô vẫn có cái khẩu hiệu là hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Dù các bác ở bất kỳ nơi đâu thì em Thành Ô Tô cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô có lẽ là xin phép được tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube của em Thành Ô Tô trong suốt quãng thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Thành Ô Tô ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.